những sách vở tài liệu của Việt Nam Cộng Hòa còn đóng góp vào cả cá nhân của chúng tôi rất là nhiều, với tư cách là một người đã sống đã chết ở đó. Thành ra tôi thấy là ảnh hưởng của cái vai trò Việt Nam Cộng Hòa rất là rõ rệt trong cái vấn đề mà bảo vệ biển đảo, vùng Hoàng Sa và Trường Sa. Cái này thì không có thể nào phủ nhận được. Ngoài cái việc mà ông Thủ tướng Nguyễn Bắc Cẩn cũng như Việt Nam Cộng Hòa Foundation đang cố gắng để gây dựng lập một cái hệ thống và luật pháp hóa cái việc đó. Vâng, cũng như lúc nãy tôi xin đóng góp với tính cách là thêm một số hiểu biết, vì là chuyên viên vấn đề đó mà thôi, tôi ít biết chính trị lắm, và xin trao lại cho ba đi. Dạ, kính thưa quý vị, chúng ta còn 15 phút nữa để có thể chấm dứt chương trình. Xin mời bạn lại. Hồi nãy tôi có nói bên trên là không có nên kỳ vọng, chứ không phải là không nên gì hết, không nên nhờ đi. Đấy không? Nhưng mà cũng như vậy, nghĩa nói nên đừng có nhờ Mỹ nữa. Chứ còn mình cũng xin người ta, mình yếu thế thì mình cũng xin người ta yếu. Nhưng mà đừng có kỳ vọng nhà khác nhà lấy trợ lực cũng được. Để ra mình được kêu gọi người ta giúp, rồi thì ví dụ như quốc tế quá rồi đó, mình giúp người ta giúp thì rất tốt hay gì đó. Nhưng mà đừng có kỳ vọng, nếu mà kỳ vọng sẽ thất vọng. Là chúng tôi xin đón ý kiến của ông Lưu Pháp. Xin chào quý vị trên chủ tọa và xin chào tất cả quý vị các bạn. Tôi là Lưu Pháp, là một trong những người mà truyền tin trên internet. Tôi xin đặt thẳng câu hỏi với quý vị, tôi không đi xa xôi mà bất kỳ rằng trước khi giải quyết cái vấn đề tranh chấp biển Đông này, theo ý kiến của tôi, chúng ta là những người Việt hải ngoại và nhất là người tị nạn cộng sản, chúng ta phải khuyến khích người Việt đi vào hành chính, tức là đi vào trong quốc hội Hoa Kỳ, tức là hạ viện và thượng viện. Khi chúng ta có những người như vậy đó, thì chúng ta giải quyết vấn đề của chúng ta dễ dàng hơn. Đó là một điều rất thực tế mà quý vị đã thấy là người Do Thái cũng chỉ hơn chúng ta một, nếu tôi không lầm, khoảng gần 1 triệu người thôi. Mà trong hạ viện và thượng viện của Hoa Kỳ, hay nói một cách khác đi, tức là hành pháp, lập pháp và tư pháp của Hoa Kỳ, Do Thái đã có khoảng trên dưới 30 người Do Thái. Tại sao người Việt chúng ta trên dưới 2 triệu người mà chúng ta cũng đặt đó tên đúng tiêu việc làm rất thực tế? Khi chúng ta có những con em của chúng ta đi vào hạ viện, thượng viện, thì cái việc giải vấn đề tranh chấp biển Đông, tôi nghĩ giải quyết không chỉ là khó khăn trong tương lai, dĩ nhiên là mất thời gian. Tôi biết là quý vị ở đây ăn nói rất khéo nhất là ông Nguyễn Xuân Nghĩa, ông có thể cái câu hỏi của tôi có thể ông sẽ lùi ra tới sẽ làm một cái vấn đề mà nó rất là hợp lý. Nhưng mà vì vấn đề tôi xin hỏi lại đó là con em anh ở nhà có biết là hôm nay anh tham dự cái buổi sinh hoạt này hay không, và anh có cho biết rằng là đất nước của chúng ta như thế này như thế không, đang này có thể rằng là sau tương lai cái tiếng gì đâu có vào trong dòng chính nữa, nó sẽ làm được cái chuyện đó cho đất nước hay không, anh hay không? Thành ra tôi đề nghị rằng là tụi mình góp ý có thể. Và hồi nãy tôi có trình bày là việc gì nó cũng đều có cái phần lợi ích của tất cả. Có người thì nói lợi nhỏ, có người nói lợi lớn. Chúng ta không phải tranh cãi cái chuyện đó. Tại vì chúng ta thường được mất nhiều thì giờ vì những cái chuyện khác nhau hơn là vì cái chuyện chống nhau. Còn lại đó là nếu mà bây giờ mình giải thích tại sao chúng ta không giống như người Do Thái chẳng hạn, thì chúng ta có nhiều cái cách đó. Và chúng ta không có mất thì giờ trong cái buổi hội thảo để ngồi ý kiến cho nó. Tôi nghĩ rằng là cái điều anh nói là rất đúng, là tức là chúng ta phải làm sao huấn luyện được, hay là trong cái nền giáo dục của chúng ta đó, thì con em đó nó chú ý đến cái chuyện đó và nó ý thức được rằng là nó cũng có được cái bổn phận của nó. Khi mà người ta nhìn thấy trên cái màn ảnh truyền hình trong Thế vận hội có người Đức, người Mỹ, có cái tên Việt Nam tự nhiên mình thích, mình thấy mình hãnh diện, thì cái đó nó có thể nó là một cái mà cái mấu chốt đặc biệt rồi mình làm cho con em của chúng mình nó quan tâm hơn, và có thể rằng là trong tương lai đó nó sẽ làm được cái chuyện này. Và thực tế ra trong hiện tại chúng ta đều biết rằng là rất nhiều người Mỹ gốc Việt Nam đã khá thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau của Hoa Kỳ, và tôi nghĩ rằng là
tin rằng là họ cũng quan tâm đến cái vấn đề Việt Nam, nhưng mà vì cái chức năng của họ, nhiệm vụ của họ trong những cái cơ quan công quyền của Mỹ, họ không có tham dự ở đây, họ được tuyên bố vào được. Nhưng mà nếu mà gia đình thân nhân của họ đó kêu gọi họ để tác động vào trong chính quyền Mỹ, trong cái thẩm quyền công việc của họ đó, thì họ vẫn làm. Tôi xin đề nghị là mình biết ở đó và chúng ta đi qua một cái phần tác động. Tôi xin lỗi này, vì cái vấn đề tự do mà quý vị khi nói đều ngắt rồi thì không được. Tại vì nói là con của tôi có tham dự hay không, việc con tôi biết có, nhưng mà tôi nói đây là nói phải riêng cho cá nhân tôi. Tôi nói đây là cá nhân quá cho những người Việt tị nạn cộng sản, nhất là bậc lớn tuổi và cho những thế hệ trẻ khuyến khích người ta vào đồng chí. Đó là cái của tôi. Dạ vâng, chúng tôi trước khi ấy cho chú đại hành văn nhắc lại, quý vị ông đã hỏi rồi, xin không được hỏi thứ hai, chúng tôi chỉ còn hai câu hỏi chót. Và trước khi đó tôi xin phép là thông báo này, cái việc chúng ta cần làm rất là đơn giản, ngày hôm nay chúng ta đã làm được, đó là chúng ta chuyển thông tin nội dung của buổi họp này cho tất cả những người xung quanh chúng ta. Một thông báo rất đơn giản là chúng ta có thể lên freevietnam.net, freevietnam.net của ông Bùi Bân, thì chúng ta chuyển cái freevietnam.net đó viết email về đây vào freevietnam.net để coi chương trình ngày hôm nay, thì một người chuyển 10 người, 10 người hành trình 100, người ta sẽ nghe thấy cái nội dung của ngày hôm nay. Đó là vì chúng ta có thể làm cách rất đơn giản ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị, chúng tôi xin đón nhận hai câu hỏi các, chứ không phải hai bài thuyết trình các. Quý vị nào chưa hỏi. Dạ vâng, thưa ông hỏi chưa? Tôi đã câu hỏi được không? Câu hỏi thứ năm đó đã vô tình trong cái buổi họp của phạm Nguyễn Phú Trọng với phái đoàn của cộng sản cách đây mấy tháng và được rửa xuống, thì cái đó vô tình là hữu ý, thì trong tương lai chúng ta sẽ biết. Và xin cảm ơn. Dạ vâng, xin câu hỏi cuối cùng ạ. Dạ anh Chính ạ, à, đó là câu hỏi cuối cùng. Xin thưa toàn thể quý vị, trước hết thì tôi xin hỏi ông Mai Thành Trước là trong cái phần thuyết trình vừa qua đó, thì ông có nói là cái tiến trình của cộng sản dân đất dân biển cho tàu nó có là 30 mấy năm rồi mà không thưa? Thưa không phải như vậy. Nó có từ năm 1950 khi mà Hồ Chí Minh qua bên tàu và bên Nga để xin viện trợ, thì nó đã có rồi. Và bằng chứng là tôi còn đã có tài liệu, đó là một trong những tài liệu của trường cao đẳng quốc phòng. Tôi không phải là đối tượng để đi học ở đó, nhưng tôi đi theo một ông thiếu tướng tư lệnh của tôi đến ngày cái buổi thuyết trình đó. Và trong cái buổi thuyết trình đó và trong cái tài liệu mà tôi đang còn giữ, thì có nói rằng Hồ Chí Minh đã ký rất nhiều các hiệp định bí mật với Nga và với Tổng cộng. Và hơn nữa là trong cái bạch thư của cộng sản năm 1979, khi tố cáo Trung Cộng, cái bạch thư đó là có cái tên là tôi xin lỗi quý vị để coi, sự liên hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam trong 30 năm qua, thì Trung Cộng thì Việt Cộng năm 1979 cho giả xuất bản sự thật, cũng nói lên một điều là cái cộng sản Việt Nam đã tố cáo Trung Cộng là không thi hành những cái hiệp định bí mật. Trong đó có cái chuyện mà Trung Cộng phải đưa phi công và phi cơ qua để chống lại những cái cuộc oanh tạc của Mỹ. Vậy thì từ năm 1960, 70, 50 là cộng sản đã bán nước rồi, chứ không phải là cho đến 32 năm. Đó là cái ý kiến đóng góp của tôi. Xin cảm ơn quý vị. Yeah, xin cảm ơn cái ý kiến đóng góp của anh. Nhưng mà chúng tôi xin đứng thẳng người, xin thưa thật rằng cái tiến trình thắng quá của Trung Cộng đối với nước Việt Nam đã phát xuất từ thời họ Hoàn Toàn, thưa quý anh. Chúng tôi vừa là hai câu hỏi cuối cùng, không biết là ông Vương Quốc Hoàng hỏi con nên. Dạ vâng. Dạ vâng, đây là câu của ông Vương Quốc Hoàng. Tôi tên là
rất là thán phục cái buổi họp ngày hôm nay, và tôi xin đóng góp một cái ý kiến xây dựng và để bà con như là đề nghị một cái phương pháp làm việc mà nó có được cái hiệu quả, đem lại cái hiệu quả tối đa cho cái buổi họp ngày hôm nay. Cái điểm thứ nhất và thực tế nhất là cái vấn đề tranh chấp biển Đông, cũng như là cái đề tài ở dưới đó mà hãy trình bày là hai cái vấn đề rất to lớn, và cái đó là mình có thể mình nói chuyện nghĩa là hàng năm chứ không phải là được. Và tôi đề nghị hôm nay đó, những cái quan trọng và những cái lợi ích của buổi hội thảo ngày hôm nay vô cùng to lớn, và cái mà tôi phát âm thư mà để mà khai triển là làm thế nào để mà đánh động cái dư luận của những cái gì không có những người này có biết được những cái đề tài quan trọng và những cái tài năng và những cái kinh nghiệm của mọi người dân thích là quý cha cho toàn thể mọi người ở đây nước Mỹ này hay hoặc là trong nước hoặc là cả thế giới đó là cái điểm thứ hai. Và tôi đóng góp thêm đó là khi hôm nay chúng tôi có học được một cái ý kiến hết sức là ngộ nghĩnh và hết sức là khéo léo, là cái người lãnh đạo là phải có một cái riêng lấy của mình thì mới đạt được cái quả tối đa. Và hôm nay cái buổi họp này đó là mỗi vị của chúng ta, nhất là các vị chủ tịch viên, là những người đã có công nghiên cứu những vấn đề rất là quan trọng và rất là hữu ích cho cái tình hình đất nước và cái tình hình của những người Việt mà đại diện của chúng ta ở đây. Thì quý vị mỗi người đều có những cái điều kiện và những cái con cái hoặc là bạn bè của mình làm thế nào mà sau buổi họp này mình về mình suy nghĩ rằng mình có thể làm được cái gì ích lợi cho hai cái vấn đề lớn này, tranh chấp biển Đông và vấn đề Đông Hải. Dạ, cảm ơn anh nhiều hơn là và chúng ta và tất cả chúng ta đều làm ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn anh. Cảm ơn ông Nhà Vân. Và một điều nữa là chúng ta xin lỗi, thành thật xin lỗi cho sự cao nào. Một điều nữa là chúng ta có thể làm được cách rất đơn giản, đó là trong những người mà chiến đấu cho dân chủ ở Việt Nam rất cần sự hỗ trợ của hải ngoại. Một trong những người chiến đấu dân chủ Việt Nam đó là giáo sư Nguyễn Đình Huy, vừa mới tạm thế ở tầm độ 80 tuổi ở Việt Nam. Và trong ngày chủ nhật này, tức là ngày mai đó, từ 1 giờ đến 3 giờ tại Lê Văn Điều Horizon sẽ tổ chức buổi tưởng niệm. Và buổi tưởng niệm này dĩ nhiên là không có những thân nhân của những người chiến đấu đó, nhưng mà nếu mà chúng ta tới thì chúng ta sẽ chứng tỏ là chúng ta quan tâm tới những người đang chiến đấu cho dân chủ Việt Nam. Đó là một điều khích lệ lớn lao cho những người khác đang ở Việt Nam hoặc là khắp nơi trên thế giới, họ thấy rằng hải ngoại mình để tâm chui đến công việc họ. Đó là việc chúng ta cần làm ngày hôm nay. Tôi xin nhắc lại ngày mai lúc 1 giờ là Lê Việt Forreston ở 9778 Catella, 9778 Catella, số 103 Anaheim.